Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh của Mạnh Bonsai. Thì, thưa với quý vị là tôi đang ở hợp tác xã cây cảnh Thăng Long. Thì đợt vừa rồi là cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ảnh hưởng của cái đợt lũ sông Hồng lên cao, là hợp tác xã cũng đã phải di rời mất mấy ngày, mấy đêm để cho cái lô cây này về vị trí an toàn. Và sau khi mà nước sông rút thì các bác ý lại tiếp tục là kê lại để đưa vào cái công việc hoạt động bình thường, trở lại bình thường. Trước đây thì vào cái đợt lũ là chỗ này nó phải chìm đến đấy kìa, chìm đến gần ngập đầu cái chị Hòa kia kìa. Đấy quý vị ạ. Đấy, đúng ngập đầu ạ. Và trong cuốn video này thì cũng xin được chia sẻ, giới thiệu với quý vị và các bạn ba cái tác phẩm xanh dáng trực văn nhân, cũng vừa mới được hợp tác xã là đưa về sân vườn để giao lưu cùng với quý vị và các bạn. Thực ra cái mặt chính, mặt ngắm ấy, là ở phía đằng bên kia kìa, nhưng mà vì là nó vướng cái tháp kìa nên tôi mới phải quay từ mặt này cho quý vị và các bạn xem. Đấy, thì, cây ở giữa mà chị Hòa chị đang đứng đấy, chị vừa đi ra thì đó, đây là cây lớn nhất trong ba cây, quý vị nhìn rõ được ba cây rồi đúng không ạ? Đấy. Đây. Ba cây này là xanh Nam Điền đúng không chị Hòa? Đấy, ba cây xanh Nam Điền. Đây cây đầu tiên này, cây to nhất trong bộ ba cây này. Cây này cao bao nhiêu chị? Cây này cao 1m7. Vành sát gốc của nó là 73. Vành sát gốc là 73. Đây quý vị ngắm cái bệ, bộ bệ này. Cây này là cây to nhất và cũng là cây già nhất của trong ba cây. Đây mặt chính này. Anh Hoài đâu nhỉ? Anh Hoài ơi! Cái này đấy, vì chị Hòa chị đo là cao là 1m7. Xanh chất của nó là 73. Vâng, chất xanh xanh Nam Điền. Bộ chân bệ này. Cái này hợp tác xã vừa mới đưa về sân vườn chị Hòa nhỉ? Đấy, vừa mới về sân vườn được 3-4 hôm nay. Như cây này thì hợp tác xã giao lưu với bà con là bao tiền hả chị? 50 triệu cây này. Đấy, 50 triệu. 50 triệu đây là giá hợp tác xã bao ship rồi đấy. Bao ship toàn quốc cho quý vị. Một tác phẩm trực văn nhân rất là đẹp, cao 1m7. Đây, phía đằng trước tôi quay cho quý vị và các bạn nhìn tổng thể này. Đấy thì bác chủ nhiệm hợp tác xã là bác ấy kê một cái tháp. Đấy. Bác ấy là cái nghệ thuật xếp đặt nên là tôi thì tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ cho lắm, nhưng mà bác ấy sắp xếp một ở giữa là một cái ngọn tháp gốm. Tháp gốm, nếu mà quý vị mà có yêu mến thì các anh ấy cũng giao lưu cái tháp đấy cho quý vị. Đây tháp này, tháp gốm nha quý vị nhá.
tháp gốm. Và ở hai bên là hai tác phẩm xanh trực nhỏ hơn. Để tôi quay cây bên phía tay trái này cho quý vị và các bạn. Cây này thì chị Hòa chị đo cái thông số kích thước để cho quý vị tham khảo. Cây này cao 1,5 m này. Vâng, cái chỗ hoành chị đo là 32. Chị đo cho em xem là cái kích thước của cái chậu ấy, cái chậu trồng ấy, dài rộng bao nhiêu chị? Dài 80. Ngang 54. Đây quý vị, cây xanh Nam Điền dáng trực văn nhân. Cây này thì cũng làm độ vài chục năm rồi. Cây cũng hoàn thiện và cũng chỉ việc chơi thôi. Như cây này thì giao lưu với cây này 28 triệu. Bà con là 28 triệu ạ chị. 28 triệu. Vâng, 28 triệu. Tác phẩm xanh trực. Cây không có một vết lỗi nào. Già mịn. Các cái vết bo sẹo đã tương đối liền được 3/4. Hai bảy triệu chị nhỉ? 28 triệu. 28 triệu bao ship cho bà con toàn quốc. Đấy, nhiều hợp tác xã có ba cây. Cây bên này này. Tôi sẽ sang bên này tôi quay cho quý vị. Đây. Cây này thì là cây nhỏ nhất trong 3 cây. Đấy. Cây này là cây nhỏ nhất. Nhưng mà tuổi đời cũng không phải là ít đâu ạ. Chiều cao của nó 1,2 m. Cao 1,2 m. Vành sát gốc là 60. Vâng, vành sát gốc là 60. Thì cái thân này, cái cây này nó là thân thân rễ. Thân rễ. Cũng được những người thợ họ tạo tác một thời gian rồi. Cây hoàn thiện và bắt đầu là chơi được. Dạ. Vâng, kệ nó hơi tròng trành đúng không? Cây này thì 15 triệu. Hợp tác xã giao lưu với bà con là 15 triệu cây này. Cây này thì nó có một cái đặc điểm ở bên trên này là vết sẹo là nó vẫn còn hơi lớn. Nhưng mà về quý vị và các bạn là spa lại chỗ đó thì nó sẽ nhanh bo thôi. Về tuổi đời của cây này thì cũng vài chục năm rồi quý vị ạ, chứ không phải là cây còn non đâu. Cây này già rồi mà. Vâng, thế mà. Đây quý vị có thể thấy là cây ba thân. Vâng, thì cây này nó là cây thân rễ. Trong ba cây thì cây này là cây nhỏ nhất này. Cây nhỏ nhất 15 triệu giao lưu với bà con cả nước, bao ship toàn quốc. Đấy thì hợp tác xã
có ba cái tác phẩm trực văn nhân về chất liệu xanh Nam Điền quý vị ạ. Thì quý vị thích tác phẩm nào có thể liên hệ với anh Hiệp, không số điện thoại là 0399903128. Đấy, một trong ba cây. Các bác thích tác phẩm nào thì alo, hợp tác xã sẽ ship cho quý vị. Và ở giữa này là có một cái tháp gốm đây. Một cái tháp gốm, bác nào mà có yêu thì hợp tác xã cũng giao lưu. Đấy. Bộ ba tác phẩm xanh trực. Rồi, tôi dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.